Mạnh Thính không biết vì sao nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã không thích cái người tên Văn Duệ kia chút nào. Hơn nữa, kể từ khi bước vào căn phòng này, cô luôn cảm giác thấy nguy hiểm. Cô không thể ở lại chỗ này, trực giác nói cho cô biết nếu cô ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Cô Trương có chút khó xử, cô sờ sờ tóc của Mạnh Thính. Cô đi một lát thôi, chỗ đó không cho học sinh vào đâu. Người giúp việc nhiệt tình đặt bánh kem vào tay cô, tiểu thư, mời ăn bánh ngọt. Nhưng mà Mạnh Thính lúc này chỉ ngóng ra cửa. Nơi cô Trương chuẩn bị đi ra, Mạnh Thính bỗng dưng có loại cảm giác bị vứt bỏ sợ hãi vô cùng. Người giúp việc lại tiếp tục hối thúc cô dùng bánh. Tên Văn Duệ kia nghĩ rằng cá sắp vào lưới liền nở nụ cười. Mạnh Thính lắc đầu nói không muốn. Cô vô cùng sợ hãi, nước mắt vươn trên khóe mi, tôi không muốn. Cửa lớn đột nhiên bị ai đó một cước đá văng, người hầu không dám tin mà nhìn sang, có người dám đạp cửa nhà Văn tổng ư? Nhưng khi nhìn thấy vị thiếu niên tóc đen mặt mũi đầy áp sự lạnh lẽo rét buốt kia khiến cho tất cả mọi người đến thở mạnh một chút thôi cũng không dám. Mạnh Thính lúc này cũng nhận ra người đến là Giang Nhẫn. Văn Duệ đang ngồi trên sofa nở nụ cười chợt tắt ngấm, cắn răng cung kính nói, tiểu Giang gia. Trong lòng anh ta nghĩ, sao cái tên ma vương này lại trở về? Giang Nhẫn nói, giao trong phòng bếp đâu? Văn Duệ vô cùng sợ hãi, ân cần mà hỏi Giang Nhẫn, tiểu Giang gia đã trở về, có cần báo cho anh rể biết không? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho Giang thiếu, ngây ra đó làm cái gì? Giang Nhẫn tự đi đến lấy một con dao gần đó, ánh mắt anh sắc lạnh, báo cho cha tôi làm gì? Cứu cậu à? Sắc mặt Văn Duệ xanh mét. Giang Nhẫn lãnh đạm nói, đóng cửa lại. Người hầu vội đóng cửa, ai là chủ nhân ở đây đều quá rõ ràng rồi. Văn Duệ, không phải tình cảm của anh và mẹ tôi rất sâu đậm sao? Đêm nay ông đây đưa anh đi gặp bà ta nhé. Văn Duệ cũng biết không ổn rồi, vội gọi điện cho chủ tịch Giang, anh rể, Giang Nhẫn quay về rồi, đang ở tòa nhà Thiên Nga, nó không được bình thường cho lắm, anh mau cứu em với. Đầu bên kia chủ tịch Giang gào thét, danh con, mày dám làm càn thì chết với tao, nói cho mày biết tiểu Duệ là cậu của mày, mày... Giang Nhẫn không quan tâm đến lời nói của chủ tịch Giang, anh ném điện thoại dưới đất, sau đó dùng một chân dẫm nát. Giang Nhẫn dường như phát bệnh, nổi cơn tanh bành sắp đến đỉnh điểm. Văn Duệ sợ hãi nói, ngăn cậu ta lại, mau ngăn cậu ta lại, anh ta không còn quan tâm mình có còn phong độ hay không nữa, vội vàng chạy trốn. Mạnh Thính ôm chặt lấy vòng eo khỏe khoắn của anh, giọng nói nghẹn ngào, Giang Nhẫn. Thân thể thiếu niên bỗng chốc căng cứng tựa như một khối đá. Tay phải Giang Nhẫn vẫn còn đang cầm con dao róc xương, dưới ánh đèn toát lên sự bén nhọn lạnh lẽo. Thân thể mềm mại của cô run nhẹ nhẹ, không biết qua bao lâu sau, con dao róc xương kia rơi xuống, anh tựa như phát cuồng, hung hăng ôm chặt lấy cô. Mạnh Thính vô cùng sợ hãi, cô giáo để cô lại một mình ở chỗ này. Cô nhẹ giọng nức nở, em thật sự, rất sợ. Động tác của anh chậm chạp, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái,